Mười phương ba đời, tất cả chư Phật, chẳng có vị Phật nào mà chẳng hộ niệm Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề. Mười phương chư Phật dùng đủ thứ sức tác muội để gia trì Bồ Tát ban đầu phát tâm, lại dùng đủ thứ Đà La Ni và thần thông biến hóa cùng để trang nghiêm. Mười phương chúng sinh vô số lượng, thế giới hư không cũng như vậy, phát tâm vô lượng quá hơn đó, cho nên hay sinh tất cả Phật. Mười phương thế giới chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, thế giới cũng vô lượng, hư không cũng vô lượng, phát tâm Bồ Đề cũng vô lượng, song vượt qua chúng sinh thế giới hư không đủ thứ vô lượng. Tại sao? Vì phát tâm Bồ Đề hay sinh ra tất cả chư Phật. Tâm Bồ Đề là gốc mười lực, cũng là bốn gốc biện vô úy, 18 bất cộng cũng từ đó, thể đều từ phát tâm mà được. Tâm Bồ Đề là mẹ của tất cả chư Phật, cho nên sinh ra tất cả chư Phật, lại là gốc mười lực của Phật, lại là gốc của bốn biện tài vô ngại, lại là gốc của bốn vô sở úy, lại là gốc của 18 pháp bất cộng. Tóm lại, tất cả pháp đều từ ban đầu phát tâm Bồ Đề mà chứng được. Thân sắc tướng trang nghiêm chư Phật, cùng với diệu pháp thần bình đẳng, trí huệ vô trước, sở ứng cúng, đều nhờ phát tâm mà đắc được. Thân sắc tướng trang nghiêm của mười phương chư Phật, tức cũng là 32 tướng, 80 vẻ đẹp, thân bình đẳng, thân trí huệ, thân diệu pháp, thân vô trước, thân ứng cúng, đều từ sự phát tâm Bồ Đề mà đắc được đủ thứ thần đó. Tất cả độc giác thanh văn thừa, các thiền tam muội vui cõi sắc và các tam muội cõi vô sắc đều nhờ phát tâm làm cơ bản. Tất cả độc giác thừa và thanh văn thừa ở cõi sắc đang được khoái lạc tam muội tứ thiền, do đó thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Ở cõi vô sắc đang được khoái lạc tam muội tứ không, sự khoái lạc đó chẳng cách chi hình dung được, đều là từ ban đầu phát tâm mà chứng được. Cho nên ban đầu phát tâm là cơ sở của các thiền tam muội. Tất cả trời người tự tại vui, cùng với các cõi đủ thứ vui, tấn định các lực thầy các vui, hết thầy đều do sơ phát tâm. Hết thầy người ở trên trời và người ở thế gian đắc được sự an vui tự tại, cùng với đủ thứ sự an vui trong các cõi. Sự an vui của tín, tấn, niệm, định, huệ, năm căn và sự an vui của tín, tấn, niệm, định, huệ, năm lực, năm căn hay sinh ra năm lực, đủ thứ sự an vui đó đều từ ban đầu phát tâm mà đắc được. Nhờ nhân phát sinh tâm rộng lớn, tất hay tu hành hạnh lục độ, khuyên các chúng sinh hành chánh hạnh, ở trong ba cõi thọ an vui. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, lúc ở tại nhân địa, thì phát tâm nguyện rộng lớn, nguyện tất cả chúng sinh đoạn trừ tất cả phiền não, nguyện tất cả chúng sinh học tất cả Phật Pháp, nguyện tất cả chúng sinh thành Phật Đạo vô thượng. Vì phát thệ rộng lớn cho nên mới tu hành hạnh lục độ. Công việc của Bồ Tát là khuyên nói tất cả chúng sinh tu hành Bồ Đề chánh hạnh ở trong ba cõi luôn thọ sự an lạc. Trụ Phật vô ngại trí thật nghĩa, hết thầy diệu nghiệp đều khai triển, hay khiến vô lượng các chúng sinh đều dứt hoặc nghiệp hướng niết bàn. Bồ Tát hay trụ ở trí huệ viên dung vô ngại chân thật nghĩa lý của chư Phật, hết thầy nghiệp vi diệu đều vì chúng sinh khai diễn diễn dương diệu pháp, hay khiến cho vô lượng chúng sinh đều dứt trừ sạch hoặc thô hoặc tế hoặc thấy hoặc suy nghĩ, cùng với hoặc trần xa và hoặc vô minh để hướng về niết bàn. Khắp phát vô biên nguyện công đức đều ban vui tất cả chúng sinh, suốt thuở vị lai nương nguyện hành, thường xuyên tu tập độ chúng sinh. Bồ Tát khắp phát nguyện công đức rộng lớn vô biên, nguyện ban cho tất cả chúng sinh an vui, nguyện đời đời kiếp kiếp suốt thuở vị lai y chiếu nguyện của mình đã phát mà tu hành, thường xuyên học tập pháp môn rộng độ chúng sinh. Vô lượng đại nguyện khó nghĩ bàn, nguyện khiến chúng sinh đều thanh tịnh, không vô tướng nguyện chẳng chỗ nương, nhờ nguyện lực nên đều hiểu rõ. Bồ Tát phát vô lượng đại nguyện đều không thể nghĩ bàn, ngài nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được pháp thanh tịnh mà chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Bồ Tát tu hành hạnh môn chẳng có chấp trước. Tại sao? Vì tất cả pháp đều là không, chẳng có thật tướng. Tuy nhiên phát nguyện độ chúng sinh nhưng chẳng chấp trước nguyện, cũng chẳng nương tựa vào nơi nào. Do nhờ phát nguyện lực cho nên tất cả đều hiện hiện ra rõ ràng. Rõ pháp tự tại như hư không, tất cả vắng lặng đều bình đẳng. Pháp môn vô số không thể nói, vì chúng sinh nói chẳng chấp trước,
Bồ Tát thấu rõ tất cả tự tánh của tất cả các pháp như hư không. Bồn thề của pháp là vắng lặng, pháp vắng lặng này là bình đẳng. Pháp môn có rất nhiều, vô lượng không thể nói. Vì giáo hóa chúng sinh ở trong sự không thể nói, vẫn phải nói pháp này. Tuy vì chúng sinh nói pháp, nhưng chẳng có sự chấp trước. Như số chúng sinh bao kiếp số, nói công đức đó không hết được. Như ở nhà, nhờ ở nhà Như Lai rộng lớn, ba cõi các pháp không thể dụ. Dù có dùng thời gian nhiều đại kiếp như số lượng chúng sinh để nói công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, cũng không thể nói hết được. Đã ở trong nhà rộng lớn của Như Lai, thì dùng tất cả các pháp trong ba cõi để ví dụ công đức ban đầu phát tâm, cũng không thể ví dụ được. Muốn biết tất cả các Phật Pháp, hãy nên mau phát tâm Bồ Đề. Công đức tâm này tối thắng nhất, sẽ được trí Như Lai vô ngại. Muốn biết hết thảy các pháp của mười phương chư Phật, thì hãy mau phát tâm Bồ Đề. Công đức của tâm Bồ Đề là tối thủ thắng trong công đức, tất sẽ đạt được trí huệ chẳng chướng ngại của chư Phật. Tâm hành chúng sinh đến biết được, hạt bụi cõi nước cũng như thế, bờ mé hư không có thể lượng, công đức phát tâm không dò được. Tâm niệm và hành vi của chúng sinh có thể đếm biết được có bao nhiêu, hết thảy hạt bụi trong mỗi cõi nước cũng có thể đếm biết được có bao nhiêu, bờ mé của hư không cũng có thể độ lượng lớn bao nhiêu, song công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng cách chi dò lượng được. Sinh ra ba đời tất cả Phật, thành tựu thế gian tất cả vui, tăng trưởng tất cả thắng công đức, vĩnh dứt tất cả các nghi hoặc. Tâm Bồ Đề hay sinh ra ba đời tất cả chư Phật, tâm Bồ Đề hay thành tựu tất cả khoái lạc an vui của thế gian, tâm Bồ Đề hay tăng trưởng tất cả công đức thủ thắng, tâm Bồ Đề hay vĩnh viễn dứt trừ tất cả nghiệp chướng nghi hoặc. Nói chung phát tâm Bồ Đề mới có thể thành Phật đạo. Mở bày tất cả diệu cảnh giới, trừ sạch tất cả các chướng ngại, thành tựu tất cả cõi thanh tịnh, sinh ra tất cả trí Như Lai. Công đức của tâm Bồ Đề hay mở bày tất cả diệu cảnh giới, hay trừ sạch tất cả các chướng ngại, hay thành tựu tất cả các cõi nước, hay thành tịnh tất cả các cõi nước, hay sinh ra nhất thiết trí huệ của Phật. Muốn thấy mười phương tất cả Phật, muốn thí vô tận tạng công đức, muốn diệt phiền não của chúng sinh, hãy nên mau phát tâm Bồ Đề. Muốn thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật chăng, vậy thì phải phát tâm Bồ Đề. Muốn thành tựu tạng công đức vô cùng tận chăng, vậy thì phải phát tâm Bồ Đề. Muốn diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh chăng, vậy thì phải phát tâm Bồ Đề. Hãy nên mau phát tâm Bồ Đề mới đạt được mục đích hy vọng là cứu kính Niết Bàn. Hết tập 9.